Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại là Sơn Ngọc đang có mặt ở trên khu vực rừng núi. Dạ hôm nay Sơn Ngọc lại tiếp tục chia sẻ đến ông bà của chị mình về những cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ hôm nay được sự giới thiệu của em Nhập. Dạ thì Sơn Ngọc hy vọng là ông bà của chú chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc nhé. Dạ, đây em đang ăn cái gì mà trốn vậy? Ăn lá đủ. Ăn lá đủ hả? Chấm muối hả? Rồi hôm nay em Nhập dẫn anh đến thăm hoàn cảnh như thế nào? Dì của em hả? À, được sự giới thiệu của em Nhập là dì của em là không hiểu nhiều về tiếng Kinh đúng không? Dạ. Cho nên là Sơn Ngọc có nhờ em Nhập là đi cùng với Sơn Ngọc để mà dịch cho Sơn Ngọc biết, với lại gửi đến ông bà của chị mình hiểu rõ hơn về cái câu chuyện gia đình của dì của bé này cả nhà mình. Nhập ơi, em phụ anh bê bao gạo xuống đi, tặng cho nhà dì em luôn. Rồi cái phần quà bữa nay em để đây hả? Để đó hả? Ừ. Ủa sáng mình chưa ăn sáng hả chị? Chưa. Chị năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. 20 mấy tuổi hả? Dạ. Rồi sáng sớm là mình ăn lá đu đủ. Với lại muối này là muối gì? Mùi ớt bình thường nữa hả? Dạ. Đây là con trai của chị hay như thế nào? Con trai. Sáng có ăn sáng chưa? Bất rồi. Không hiểu. Rồi chồng của mình đâu thưa chị? Chồng đi rẫy. À, chồng đi rẫy rồi. Dạ. Dạ. Đu đủ mà sao chị ăn thấy ngon ghê cả nhà. Em thấy đắng. Đắng hả? Em thấy đắng hả? Mà gì của em cũng ăn được nữa. Em có thể cho anh xin một miếng được không? Anh ăn thử. Dạ, anh ăn thử. Đâu, anh ăn thiệt chứ quên. Anh ăn thiệt. Anh ăn thử cả nhà. Sơn Ngọc mời ông bà của chị cùng ăn lá đu đủ với lại chị tên gì? Tên Bi. Tên gì? Chị tên gì? Tên Bi. Bi hả? Dạ. Ánh. À, dạ. Chị Ánh với lại bé Nhập và Sơn Ngọc sẽ ăn và nêu cảm nhận xem thử lá đu đủ như thế nào. Sơn Ngọc lúc trước là ăn thì cảm nhận chỉ là vị đắng thôi, không biết là ở gia đình nhà chị Ánh luộc lá đu đủ thì nó có cái vị nào khác không? Thôi Nhập cho anh miếng đi. Cho anh xin miếng anh ăn thử. Thôi quên nữa, ăn thiệt. Nhỏ nhỏ thôi chứ sao to chứ trời. Rồi quán lại hả? Dạ. Quán lại như thế này. Xong anh chấm. Chấm muối không quên. Chấm nhiều không? Có cần mình chấm nhiều không Nhập? Không cần. Như này được chưa? Dạ được. Dạ, Sơn Ngọc mời cả nhà mình nha. Lu lu có, chọc bọc có. Đắng. Ngon mà. Ừ. Mà đắng ghê trời. Dạ thưa cả nhà, mình mới cắn vào á và nhai khoảng cỡ một tí á thì cảm thấy cũng ăn được. Cả nhà mình nhai một tí nữa thì nó rất là đắng. Ôi trời, cô chị ăn như đó luôn hả? Ăn quen. Wow, ăn một cục luôn. Ôi bà chị có ẩm theo bé dâu qua này cả nhà mình. Dâu này. Dâu có muốn thưởng thức lá đu đủ không? À. Dâu không biết lấy lắm làm ăn. Trời ơi, chị có ăn nguyên một cục luôn nè. Không ăn nha. Nuốt xuống á, cái cuốn họng nó đắng cái nhà mình. Vị bông dịch cái nồi vị. Nhìn hai chị ăn thấy ngon ghê cả nhà.
Là Nhập ơi, là hàng ngày á là ba làm gì của em á, là ăn sáng là ăn như thế này á hả? Dạ. Đâu có cơm mà ăn đâu. Còn nhà em? Nhà em cũng vậy. Nhà em cũng vậy hả? Sao nãy giờ anh thấy em ăn ít mà? Ăn ít. Là sáng em ăn tại sáng chưa? Tại vì ăn sáng rồi. À. Rồi qua đây thấy em vô ăn luôn. Được. Oh. Thế nó thấy ngon ngon sao? Nhưng mà cũng thấy đắng nè. Nhà em có luộc chung với lá gì không cho nó đớt đắng không? Nhà em luộc chung với cái lá gì. Mà giờ nhà dì em thì không có luộc chung cái lá gì hết. Chắc ăn quen rồi thì không cần luộc chung với những cái lá nữa. Bé trai đồ ăn hả? Chị cho bé ăn đi. Không ăn hả? Không ăn. Ngại à? Ngại chú hay như thế nào? Nó ngại anh. Thấy gì lạ thế. Chấm cái muối này em thấy ăn ngon nè. Bất kỳ trưởng, em ăn. Nó đắng ở trong miệng miếng thôi cả nhà mình. Bỏ đi làm sao sao rồi. Hình như là ở trên núi mình đây mình ăn lá đu đủ á, mình ăn lâu rồi á thì mình nhiều lúc mình cảm thấy là mình ghiền luôn đúng không em? Dạ. Là gia đình của em là ở trên này hết luôn hả? Dạ. Ở trên núi này là ở lâu lắm rồi hả? Dạ. Ở được 5-6-7 năm rồi. Cả ông của em luôn mà ở trên này luôn. 5-6-7 năm rồi. Ừ. Không có nhà ở dưới làng. Là dì của em là lúc trước là cũng không có đi học gì hết á hả? Dạ không. Không có đi học gì hết. Giờ lại đi học cũng không có áo quần để mặc mà. Là lúc trước là ba mẹ của dì em là không không có điều kiện để cho dì em đi học. Dạ. Rồi ở trên núi như thế này rồi, rồi xong rồi lấy chồng. Dạ. Chồng của dì em cũng cũng ở trên núi này. Mà quen biết trên núi này rồi thấy vậy rồi cưới luôn. Dạ. Đâu có cưới. Có làm đám cưới gì không? Không luôn. Dạ không. Ừ. Là ở với nhau rồi có con vậy thôi. Là coi như là đã là vợ chồng rồi. Quạ xin. Quạ xin anh nhớ mắt ao ạ. Chị ăn thêm nữa đi chị. No chưa? Sáng mình ăn như vậy thôi, sức đâu mà mình đi làm. Gì của em đấy thế no rồi. Ăn lá vậy thôi mà tí nữa chị có đi làm không? Có. Chị. Không hiểu sao. Không. Không hả? Dạ. Bác bị. Là lý do sao bữa nay mình không đi làm? Vợ được hả chị? Vợ được anh nói ngọt bài quá giờ. Không, 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 không hiểu, không hiểu tiếng của anh đúng không? Em hỏi giúp anh đó là lý do sao lại bữa nay chị dì của em là không đi làm á? Hay vợ đang ngọt rồi nhiều. Ren ô. Ý là chị của em nói hôm nay nghỉ một bữa, ngày nào cũng đi làm hết mà. À, hôm nay nghỉ. Đó. Em lấy cho em ăn kìa. Dắt cái nước ra hả? Dạ. Nhưng mình ăn nước luôn được không? Đắng lắm. Chị của em chỉ có ăn cái lá này thôi. Dắt cái nước ra. Cái giống mèo nghe nhau. Em ơi, ba mẹ của dì em á, hiện tại đang ở đâu? Dạ cũng ở trên rễ luôn mà. Ở đâu xa không? Rễ xa không? Rễ xa, trên núi cao. Trên núi cao luôn hả? Dạ. Là ba mẹ của dì em đã lớn tuổi chưa? Dạ tầm 60-70 tuổi rồi. Cũng lớn tuổi rồi hả? Dạ. Rồi còn ở... ông của tụi em là không có ông nữa. Không có đều. Mất rồi hả? Dạ. Dạ xong rồi bà của em lấy vợ khác. À, lấy chồng khác. Là ông là mất rồi. Dạ. Bà lấy chồng khác rồi. Dạ. Hiện tại đang ở đâu? Dạ cùng ở trên rễ luôn. Trên núi luôn. Dạ. Nè. Cả nhà mình thấy cuộc sống sao mà chỉ ăn là lá đu đủ thôi cả nhà mình. Đi hết mẹ bà. Thấy rất là khó khăn.
khó khăn về việc ăn uống mà kể khó khăn về việc giao tiếp luôn nè cả nhà mình. Như bây giờ thì thời buổi bây giờ mà không hiểu vấn đề về tiếng Kinh thì cũng rất là khó để mà xuống dưới làng làm ăn. Đi đâu cũng nhờ em mới dùng hết nè. Tại vì dì của em không có biết một chút tiếng Kinh nào hết. Cũng người ta nói chuyện cũng không có hiểu. Nói chuyện không hiểu sao mà mình giao tiếp mình làm được? Thì như vậy em mới nói là khó. Chỉ có làm việc ở nhà thôi, phát rễ này nọ trồng bắp thôi. Chỉ ở trên núi làm rẫy làm bắp vậy thôi. Dạ, tại vì không biết tiếng Kinh người ta không nhận á. Không, người ta hỏi là mình biết tiếng Kinh hay không, mình không biết là người ta không nhận. Dạ, người ta không nhận. Là dì của em cũng đã đi xin việc người ta rồi. Dạ, người ta không nhận. Người ta nói không biết tiếng Kinh cũng. Người ta nói chuyện, nói tiếng Kinh dì của em cũng không có hiểu. Rồi chồng của dì em á, là cũng ở trên này đi làm rừng làm rẫy thôi. Dạ. Và có đủ lo cho gia đình không? Dạ cũng không. Em hỏi dì em thử, dì em ủa? Nói như thế nào? Và thế là ua lo núi chạy cho gia đình. Để lo núi. Lo núi ở hòa đồng. Lo núi. Dì của em nói là chồng của dì em cũng đi kiếm tiền cũng không có lo nổi cho gia đình nữa. Giờ lại làm việc cho người ta cũng được 50-100. À, là ai có việc là thuê mình làm ngày 2 ngày là được 150 nghìn. Dạ, chỉ có thuê phát rễ này nọ. Là mình làm nhiều thì được 100, làm ít thì được 50. Dạ. Cũng chưa được 150 nghìn luôn cả nhà. Là dì em cũng vậy, cũng ở trên rừng rẫy, cũng đi làm rừng rồi đi trồng trọt thế này thế kia thôi. Đi xuống dưới làng xin việc người ta cũng không nhận. Trời ơi, không biết tiếng Kinh. Trời ơi, nó chăm bò. Nhà của dì em có chăn nuôi con vật nào không? Nó tại điểm nhà không có con vật gì hết. Chỉ có hai con chó. Hai con chó thôi nhỉ. Là hồi đó giờ là hai vợ chồng làm không có dư để mà mua con vật nuôi hả? Lo cho cái thằng này đi học vẫn chưa có lo được. Đủ tuổi đi học chưa? Đủ chưa rồi. Mà 4 tuổi rồi anh. 4 tuổi đã học mẫu giáo hả? Là cũng không có điều kiện để cho bé đi học luôn. Dạ. Tại vì không có nhà đi làm nữa, cũng không có xe để đi xuống đi làm đi học nữa. Đi học hàng ngày thấy người ta ăn mua bánh mua kẹo ăn nó cũng thèm. Dạ thưa cả nhà, Sơn Ngọc nhờ bé Nhập đây chia sẻ về hoàn cảnh của dì của bé, chứ dì của bé thì không hiểu tiếng Kinh đó cả nhà mình, cho nên là cả nhà mình thông cảm nha. Em lấy cái mic của dì em gài vào cho em luôn đi, tại vì bây giờ dì em đâu có nói chuyện được đâu. Không hiểu Sơn Ngọc nói gì và cũng không có hiểu là để mà trả lời lại những cái câu hỏi Sơn Ngọc hỏi thăm về gia đình của chị Ánh này cả nhà. Em dẫn anh đi xem thử nhà của dì em như thế nào. Nhà này đã làm bao lâu rồi? Chắc được 3-4 năm rồi. Được 3-4 năm rồi hả? Rồi trong nhà thì chỉ được cái chỗ ngủ thôi. Dạ, không có được gì. Cái giường lại cái mền gối rồi kia thôi. Dạ. Rồi nhà mái tôn mà sáng như thế này rồi những lúc mưa thì sao? Cũng dột nữa, cũng không có chỗ ngủ nữa. Tính ra căn nhà này cũng tương tự như căn nhà của em quá, em Nhập. Dạ. Kiểu mà đi xin mấy cái tôn phế liệu người ta nữa làm nhà này, người ta bỏ đi. Là cũng là nền đất này cả nhà. Rồi ở ngoài này là nhà bếp hả? Dạ. Ở trong kia anh thấy hình như là còn cái phòng trong đó nữa đúng không? Anh thấy có cửa. Dạ. Không biết là trong đó mình để cái gì trong đó nhỉ? Dạ, để cái quần áo xong chén này nọ. Cứ như vậy, nhà bếp vậy thôi. Dạ. Rồi ai nướng trái bắp mà sao đen thui lùi? Bắp mà nướng đen luôn rồi, như cục than luôn rồi. Thằng em của em. Là nướng bắp ăn hả? Dạ, nó đâu biết nướng đâu. Nướng đen thua luôn. Đậu nữa nè.
xung quanh nhà có trồng mía và chuối nè cả nhà. Rồi cả nhà mình thấy nhà của những người dân sống ở trên núi thì chỉ như thế này thôi. Cũng là những tấm tôn tạm bợ và che đậy như vậy để mà ở. Không ở. Không bị bao ở và nhìn. Bà. Em hỏi dì em thử là những lúc mưa thì gia đình nhà dì em ở như thế nào? Và hồi già anh tự do chị hồi già và bị tự do sao được? Tự do chưa dương hay chị? Do ta sai đã cột đi để xe. Dì của em nói là mưa cũng dục nữa, chủ ngủ cũng không có chủ ngủ ngủ nữa, đi ngủ nữa. Rồi những đứa này làm như thế nào? Dự bắt qua qua hồi giờ hiền có đây là tự do vợ qua hiền nghe chị qua bị cho lại lệ bị chú nhỉ bị đẻ chị nói ngủ đẻ chú đó ngủ đại nhở ước người sao ước người bệnh sao ba chú bệnh gì nói không không có nhà ở không có nhà ngủ nữa vậy là phải chịu đựng dạ. rồi bé nhỏ cũng phải chịu đựng với ba mẹ luôn hả? Dạ, cứ ngủ ở đó. Rồi khi nào á là chồng của mình mới về thưa chị? Vợ đợt lạc bẹ. Lạc bẹ. Lạc bẹ? Chị nói là chiều mới về. Chiều mới chiều. Rồi anh đi rừng rồi chiều mới về rồi anh ăn gì trên đó? Thì cũng làm canh mít này nọ trên đó gần chỗ mít nữa anh. Dạ có khi còn đem lá đu đủ đi lên nữa. Rồi lên trên đó tự luộc ai? Dạ. Nồi đó anh em bắt điện nhớ. Ba mẹ. Quả xương lợn rồi có. Em hỏi hứa gì em đó? Nếu như mà có một điều ước á, một cái mong muốn nào đó thì vậy em ước và mong muốn như thế nào? Dù mà ở rộng bề cây à, câu hòa cổ hòa chơi cây à. Ý là... Mà bò, bề. Chơi chị bờ. Bờ chơi sao? Dì của em nói là chỉ cần một căn nhà đẹp với lại con vật nuôi. À, tại vì nhà cũng hơi dục nữa. Ước có một cái nhà để che nắng che mưa được tốt hơn đúng không? Yeah. Rồi ước vật nuôi là ví dụ như là con vật nuôi nào để mình có thể là tiện mình chăn nuôi hơn ở trên khu vực này. Dì của em nói ước gì có một con bò với lại một ngôi nhà đẹp. Bữa nay anh nghe dì em nói á là cái câu là la mo á thì anh đã hiểu rồi, hiểu một phần là la mo là con bò rồi. Đấy. Là vì em ước là có những chú bò để mà chăn nuôi đúng không? Dạ. Hồi đó vì em lập gia đình là bao nhiêu tuổi? Dạ, từ 17 tuổi. 17 tuổi lập gia đình rồi. Dạ, dạ thưa cả nhà, thì hôm nay là Trang Ngọc có đến nhà của em Nhật thì được em Nhật chia sẻ hoàn cảnh của dì của bé. Hoàn cảnh rất là khó khăn thì... nãy giờ cả nhà mình cũng đã thấy Trang Ngọc chia sẻ và được sự giới thiệu của em Nhật vì tại vì dì của em Nhật là không có hiểu về tiếng Kinh nhiều và cũng không có thể nào mà trả lời lại cho Trang Ngọc hiểu rõ hơn và kể cả cả nhà mình hiểu thì Trang Ngọc cũng mong là ông bà con chị thông cảm cho dì của bé và đó là chị Ánh nha cả nhà mình. Thì hôm nay em Trang Ngọc xin chị giấu tên để mà tặng cho gia đình chị Ánh một món quà nha. Dạ. Một món quà trong đó có nhiều
những cái đồ ăn thiết yếu trong gia đình của mình. Thì trước là em tặng cho chị một bao gạo 10 kg, một chai dầu ăn, dạ, rồi một chai nước tương xì dầu, rồi cũng như tương tự những cái món quà lúc trước anh Sơn Ngọc có mua tặng cho nhà em á em nhập. Dạ. Gia đình em ăn hết chưa? Còn. Còn hả? Dạ, ăn tiết kiệm. Ăn tiết kiệm. Rồi tặng cho chị thêm một bọc bột ngọt lớn nè. Bao lâu rồi chị chưa ăn cá khô với lại thịt cá? Cá. Cá thịt á? Em. Em hỏi thử nha. Adu là quà bật bật ica thu dỗ. Và chị xin này xin này của và chị xin này. Mà xem hả bật sẽ bắt. Dì của em nói chắc được một năm rồi chưa ăn cá khô luôn. Được một năm rồi chưa ăn cá khô luôn hả? Thèm không? Thèm mà. Thèm mà. À cũng có nói được chút chút đúng không Nhập? Đây em tặng cho chị một ký cá khô nè. Dạ. Đây, dạ. Cá khô. Đấy. Rồi tặng thêm cho chị một chai mắm. Rồi em coi thử coi. À một bọc đường 1 kg. À, tất cả những món đồ này là của chị xin giấu tên nha. Rồi em tặng cho chị một thùng mì tôm. Thì thùng mì tôm là em đổ ra trong cái bọc này và em bỏ những cái món đồ này cho nó dễ thưa chị. Tí nữa ấy cá khô cho con ăn nha. Nha. Mà xin đường. Cá khô bữa anh đem tặng cho nhà của em Nhập em đã ăn hết chưa? Ăn tiết kiệm. Ăn tiết kiệm mà cũng chưa hết luôn. Chị yeah. Như cái phần quà này á là mình ăn cho tầm bao lâu? Hát đu bật bật lâu rồi bị lộn cái lâu rồi kiểu sao tuần được 2 tuần không? Được vậy nói được 2 tuần. Được 2 tuần. Đây, mì tôm á thì mình làm canh ha, còn cá khô mình nướng lên mình ăn. Nó đuổi nó thèm đường liền. Thèm đường. Ồ sao mấy đứa nhỏ ở trên khu vực của nhà em anh thấy bé nào cũng thèm đường hết vậy? Thèm vì ít ăn bánh kẹo ấy. Không có tiền mua bánh kẹo. Ít ăn bánh kẹo cho nên là thèm đường hả? Dạ. Ồ có nhà bữa là có em của bé Nhập cũng vậy. Em của bé Nhập khi mà Sơn Ngọc tặng cho bé Nhập đường á thì em của bé đòi đường quá trời luôn. Rồi hôm nay Sơn Ngọc đến thăm dì của bé thì em của bé con của bà chị Ánh nè cả nhà cũng đòi đường. Rồi đổ nước cho uống luôn à. Nó thèm được. Ơi, mấy đứa nhỏ trên đây nó thèm ngọt cả nhà. Thấy thương không? Rồi đường mà coi đổ nước cho uống kìa. Nó thấp hai mình bạn nó chậm lẹ giờ, chậm lẹ giờ. Cho nên là không có đường để mà ăn luôn cả nhà, thèm đường quá trời. Thử ăn nó chậm có. Chậm bể xuê không? Tụi yên lùng vỗ tục nôi vậy. Có lẽ em chào anh. Em chào anh hả? Chậm tăng ảnh đó. Em chào buồn. Trời ơi, thấy thương cái này. Chị Ánh ơi, chị Ánh biết nói cảm ơn không? Không, bạn đỡ cứ theo nhiều hả bạn có? Nó không được à? Vì nó biết mà không biết nói sao nữa bây giờ. À, chị Ánh cảm ơn chị xin giấu tên đi. Vậy đợt theo nhủ có? Không biết. Vậy thôi chắc Nhập thay mặt dì của em rồi. Dạ. Dạ. Không. Em thay mặt dì cảm ơn chị xin giấu tên. Dạ em thay mặt dì của em xin cảm ơn chị giấu tên ạ. Rồi như nào nữa? Không biết. Chúc chị xin giấu tên ấy sức khỏe. Chúc chị xin giấu tên sức khỏe và em có thể là kêu chị giấu tên sau này có thể tặng cho gia đình của em những phần quà tiếp theo. Dạ. Đúng không? Dạ. Em ngại, Nhập ngại nè. Dạ nên tiếng kinh còn còn hơi lắp bắp đúng không? Chưa hiểu nhiều. Em cũng chưa hiểu nhiều. Dạ em Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt chị Ánh
Một lần nữa em cảm ơn chị xin giấu tên rất là nhiều. Em cảm ơn chị vì đã tin tưởng em, gửi cho em những số tiền để mà em giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi. Và em cảm ơn chị vì đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, và em mua quà tặng cho những hoàn cảnh khó khăn này. Và những hoàn cảnh khó khăn này thì họ ở trên núi, họ là người dân tộc và Lắc Lay, cho nên là không hiểu nhiều về tiếng Kinh. Thì em cũng mong chị là thông cảm cho những cái hoàn cảnh này. Dạ em chúc chị và gia đình của chị luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ và Sơn Ngọc cũng mong rằng là ông bà của chị thông cảm cho những cái hoàn cảnh mà không hiểu nhiều về tiếng Kinh nha. Tại vì họ không hiểu nhiều cho nên là không có những cái câu từ để mà gửi đến ông bà của chị mình những câu từ hay, những câu từ cảm xúc. Thì có thể là những cái phần quà này Sơn Ngọc mua gửi cho nhà chị Ánh. Thì mì tôm có thể là chị làm canh để mà ăn, còn cá khô thì một buổi ăn có thể là mình nướng 2-3 con gì đó mình ăn. Nó cũng có chất dinh dưỡng cho mỗi ngày gia đình chị Ánh. Tại vì cả nhà mình thấy ông Sơn Ngọc đến bất ngờ, và buổi sáng thôi thì nhà chị Ánh chỉ ăn được một xôn lá đậu đủ như vậy. Đỡ hả? Sao lại cười nhập? Không biết nói gì nữa. Em thấy như thế nào? Em thấy thấy vui anh đến bất ngờ có đồ ăn để ăn, có mì tôm, có cá khô ăn. Nhà lại là nhà của chị em toàn là ăn cái lá đu đủ. Rồi trưa mình cũng ăn lá đu đủ luôn hả chị Anh? Dạ. Có khi là nếu mà có gạo người ta phát ấy, thì ăn với lá đu đủ, còn không có thì chỉ có ăn lá đu đủ. Như hàng ngày á, gia đình của mình mà không có gạo để mà ăn á, thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ba buổi đều ăn lá đu đủ hết. Dạ. Ngồi lá đu đủ ra thì mình còn ăn những cái loại lau rừng ở trên rừng này hay là những cái củ quả nào không? Dạ có. Mấy cái lá trong rừng, kiếm mấy cái lá trong rừng ăn. Cái lá nào mà ăn được thì kiếm ăn. Vậy lại cái lá đó em cũng không biết nói tiếng Kinh sao nữa. Lá đó họ mình không biết nói tiếng Kinh sao hả? Còn bên tiếng của em thì như thế nào? Dạ là Han Niệm. Han Niệm hả? Dạ. Han Niệm. Anh phát ngôn có đúng không? Han Niệm. Hani. Lá Hani. Yeah. 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 Là ngồi lá đu đủ ra thì ăn lá đó. Yeah. Lá đó thì nó có vị gì? Cái lá đó là nó có vị, nó không có đắng bằng cái lá đu đủ. Nó cũng có vị đắng nhưng mà không đắng bằng. Dạ, yeah, không có đắng bằng. Nó có tốt cho sức khỏe của mình không? Hay là mình ăn chỉ là no thôi? Ăn chỉ no thôi chứ đâu chị, có tốt đến sức khỏe. Chỉ cứu đói thôi đúng không? Dạ. Rồi bữa giờ bé dâu rồi có cháo để ăn không? Có khi người ta cho thì có cháu ăn. Vậy lại ai cho mà người ta cho? Mấy dì của em ở dưới làng, dạ. Có người họ hàng của tụi em, dạ. Cho thấy tuổi thì cho. Cho thì có ăn. Dạ. Dạ lại cái phần quà mà gạo anh phát, anh đưa cho tụi em lúc đó cũng làm cháo cho dâu ăn. Gạo. Dạ. Nấu ra cháo cho bé ăn luôn. Dạ. Một hũ đường vậy mà bé ăn hết rồi kia hả? Cái hũ đường lúc đó. Bé một hũ đường đó rồi ăn hết rồi hả? Dạ. Rồi. Chút nữa nó đầy tiếp mẹ. Thèm đường. Thèm ngọt quá nha. Chắc là mấy bé trên này nếu như mà thấy kẹo thì sẽ như thế nào ha? Chắc trời ơi. Chắc nhảy cẳng lên luôn quá. Là bé đòi mì tôm hả? Là mì tôm hay đòi đường? Đường hay là mì tôm? Mì tôm hả? Nó bông dễ không được. Nhập em hỏi gì em thử là có biết tiền không? Mà thợ dinh chị. Không biết. Mà thợ. Không biết hả? Mà thợ là cái gì ngủ rồi, mà thợ không dùng hồi dịch bằng.
Nhưng không biết tiền tiền lớn hay là không biết tiền luôn? Tiền lớn thì không biết, giờ lại là tiền lẻ cũng không biết, mà tiền chỉ có nhớ tiền 10.000 với lại tiền 50. Nhớ cái tiền nhớ đó. Được tờ 10.000 với tờ 50 thôi. Dạ. À, lý do vì sao lại nhớ tờ 10.000 với tờ 50 vậy? Em cũng không biết nữa, hay dù mà nhớ gìn 10.000 xì gìn 50. Hay là gì cái em hay sử dụng hai tờ đó? Em cũng không biết nữa. Là gì tờ này em... đúng không? Tờ này đúng không? Tờ này á là biết đúng không? Dạ tờ đó thì biết. Tờ này biết đúng không chị? À, rồi với lại cái tờ này là biết đúng không? Dạ. Rồi tờ này biết không? Mà thợ. Tờ này nè. Mà thợ gì? Tờ này hay biết nè. Mà thợ hả? Tờ này biết, vậy là tờ này. Mà thợ gì nè? Tờ này chị biết không? Không biết. Không biết tờ này. À, 50.000, 20.000, 10.000 thì biết. Dạ. Còn 5.000 không biết. Tờ này. Mà thợ chị? 1.000. À, 1.000 biết nè. Tờ này. 2.000. 2.000 biết, 5.000 không biết. Nói là, nói tiếng dân tộc em thì nói cái tờ tiếng dân tộc là nói là 4.000 cái tiền đó. Tiền đó là nói 4.000. Tờ nào 4.000? 2.000. Cái tờ 5.000 đó là nói 4.000. 5.000 thì nói 4.000. Mà có khi là lẫn lộn nữa. Dạ, em Sơn Ngọc xin phép chị xin nhắc tên là hôm nay em xin phép chị là em trích số tiền 500.000 của chị để mà em mua quà em gửi cho chị Ánh. Dạ, em mua quà thì hết là 412.000, thì còn lại là 88.000. Em xin phép chị em gửi cho chị Ánh luôn để mà chị Ánh có thể là sử dụng cái số tiền này mua những cái món đồ chị Ánh muốn. Dạ. Em nhập ơi, em tính có đủ 88.000 không? 88.000 rồi em đưa cho dì của em luôn. Dạ đủ. À, rồi em đưa cho dì của em luôn nha. Dạ ông nội. À, em nói là tiền này là của chị xin nhắc tên tặng cho chị dì em. Em là Jin thì là Jin đang ở Bre ga wa go. Ora pat angan. Cảm ơn ora. Và được cảm ơn. Cô ở cảm ơn chị. À, đòi tiền hả? Con trai vài bữa nữa chú mang bánh lên nha. Chú bánh mình kẹo lên cho nha. Rất kẹo hiệu. Nha. Như bạn bèn gì đi. Nó mà hai chị. Nó mà hai chị bèn. Mà hảo. Nó bọc bèn cho hả nhỏ. Xê bọc bèn cho hả nhỏ. Bọc bèn chị. Nó mà hảo. Mà hai chị sợ bà. Mà hai chị kẹo cho mình. Như hôm nay á, em đến em thăm gia đình của chị Ánh á, vài bữa nữa nếu như mà em có duyên với gia đình của chị á, thì có thể là em sẽ quay lại em tặng cho chị những cái phần quà của những ông bà cô chú chị nhà hảo tâm á, chị Ánh. Dạ. Và nếu như được em thực hiện cái ước mơ của chị là một căn nhà và có thể là có con vật nuôi nữa thì em rất là vui khi mà em có thể là thực hiện ước mơ đó cho chị, cũng như là hoàn cảnh của em nhập đây này cả nhà. Hiện tại em đang lo cho con. Lúc trước là hiện tại là em bây giờ là 14 tuổi đúng không em nhập? Dạ. Là em gia đình khó khăn cả nhà, em phải đi học nhưng mà thấy gia đình khó khăn như vậy cũng muốn vào trong thành phố để mà kiếm thêm để phụ giúp cha mẹ, nhưng mà quen trai gái thì người ta nói ngọt đó cả nhà, nhẹ dạ tin thì thành ra là có con rồi người ta bỏ, rồi bé phải quay về lại với lại núi rừng, ở với ba mẹ đang ở trên núi rừng mà lo thêm con nhỏ nữa thì rất là khó khăn cả nhà. Bé cũng ở một cái căn nhà cũng tương tự như chị Ánh luôn, cũng là dì của bé, thì bé cũng có một cái mong ước là có một cái căn nhà để mà trú nắng trú mưa để cho bé dâu, đó là con của bé Nhập. Rất là cưng luôn cả nhà, để hai mẹ con có thể là ở ấm cúng hơn á, tại vì trên khu vực rừng núi mưa gió thất thường cả nhà mình. Và hiện tại trong khu vực rừng núi ở quê Sơn Ngọc ở tỉnh Ninh Thuận thì cũng đã đến mùa gió rồi, gió rất là nhiều và tối lại thì rất là lạnh. Thì cái điều ước đó của bé Nhập là đến bây giờ là anh chưa có thực hiện được. Anh cũng mong rằng là có thể là ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm thấy được cái video đó và cái hoàn cảnh lúc trước anh đến thăm gia đình của em.
và có thể đồng cảm với hoàn cảnh của em thì giúp đỡ cho em được cái điều ước đó cho em thì anh cũng rất là mừng. Và hôm nay anh cũng rất là cảm ơn em vì đã dẫn anh đến thăm dì của em. Một hoàn cảnh dì của em thì phải nói là cũng khó khăn, không có nhà dưới làng, ở trên núi thì cũng lâu rồi, không hiểu về tiếng Kinh luôn cả nhà. Tiền thì có tờ biết có tờ không, như mệnh giá tiền lớn thì chắc dì của em không biết đâu ha. Không biết luôn. Còn mệnh giá nhỏ thì biết. Dạ. Vậy anh dễ đi làm người ta không nhận. Đi xin việc người ta cũng không nhận luôn cả nhà. Tại vì mình đâu có hiểu biết về tiếng Kinh với lại tiền bạc như thế nào đâu. Dạ thì Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn ông bà, cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu ra xem video của Sơn Ngọc nha. Dạ ông bà cô chị mình có thương những hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi á. Dạ ông bà cô chị mình chia sẻ video để những cái hoàn cảnh có thể là tiếp cận đến nhiều những nhà hảo tâm giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ Sơn Ngọc cảm ơn ông bà cô chị mình rất là nhiều ạ. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye. Bye bye, bye chị anh.